Các bạn, hôm nay chúng ta đến phần cuối cùng của chương 5. Đó là phần về các đặc trưng và ro phân độ phân tán. Ở đây, chúng ta đã quan tâm đến bài đầu tiên 5.11. Các khẳng định sau đúng hay sai. Một, nếu các giá trị của mẫu số liệu càng tập trung quanh dãy trung bình thì độ lệch chuẩn càng lớn. Bây giờ quan tâm thế nào trung bình, thế nào độ lệch chuẩn. Quay lại nào. Cái này là từng bước một cùng làm. Chứ còn thêm kết quả thì đâu cũng có. Thế nào nào. Đây nào, nó có gì? Ôi chết rồi. Chúng ta sẽ có là độ lệch chuẩn đâu. Đây, độ lệch chuẩn. Ta có một khái niệm đầu tiên, đó là phương sai. Phương sai tôi đặt là S bình phương. Đây, họ nói đây. Với mẫu số liệu X1, X2, XN, nếu gọi số trung bình là delta X ngang thì với mỗi giá trị x thì y, độ lệch của nó với dãy trung bình là x y trừ x ngang. Thế độ lệch này, độ lệch nó là gì? Câu 1, độ lệch là x y trừ x thì ngang, ta trung bình đó. Thế nếu bây giờ mà các giá trị của mẫu hiệu càng tập trung quanh trung bình, ra gần sát trung bình, thì khi đó thì khi mà khi các x chỉ y này, tức là cái thu thập được ấy, là trừ x chỉ ngang này là nhỏ, ra gần nhau đúng là nhỏ, vì suy ra độ lệch là càng thấp đó. Suy ra rằng là ở đây là nói gì, nếu số liệu càng phân tán thì phương sai được càng lớn. Thì đấy, số liệu mà nó gần như vậy thì các độ lệch phương sự độ chuẩn nó càng nhỏ. Vậy suy ra câu 1 này là sai. Quan trọng chúng quan tâm đến cái gọi là cái x y trừ x ngang này, thằng này là trung bình đây, suy ra là khẳng định sai. Câu 2. Khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và bé nhất, bỏ qua thông tin của các giá trị còn lại. Chúng ta xem định nghĩa của khoảng biến thiên ở trang số đây. Khoảng 284 có ghi. Khoảng biến thiên là này. Khoảng biến thiên thiên ký hiệu là R. R hoa là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu. Vấn đề ở đây chúng ta thử định nghĩa. Còn câu hỏi trời, câu hỏi đúng hay sai thì rất đơn giản, cái là đúng không ạ? Vấn đề sao phải quan tâm cái này? Đó, khi sau này chúng ta sẽ làm những cái biểu đồ để quan sát sự biến thiên của dữ liệu và đưa ra kết luận. Khi chúng ta làm việc các mô hình máy lớn ấy phải là như vậy. Khi đó chúng ta buộc phải nhớ định nghĩa là khoảng biến thiên này. Nếu không thì cái mô hình chúng ta làm là sai. Dẫn đến là các sai cơ bản, dẫn đến là thất bại mất tiền. Chính vì vậy, sách này nhấn mạnh cái đó rất quan trọng.
chỗ buổi đọc lại. Tất nhiên là mức độ lớp 10 thì chả ai tâm mày cả. Nhưng mà về sau khi mà làm cao hơn về ngành dữ liệu, học dữ liệu hoặc không máy tính thì mọi người cần làm. Còn sao mọi người mà học kinh tế hay học y học thì học cái học yêu, học kinh tế, học luật pháp thì cũng chẳng cần cái lắm đâu. Nhưng mà nếu mọi người chuyển sang học khoa máy tính, học y thì sẽ cần cái này rất nhiều. Mình nói y là y khoa học nhé, còn những y mổ xẻ hay y gì đó thì mình không có bàn. Học thống kê y học, học về dữ liệu y học thì cần có những cái liên quan toán này. Tiếp theo, chương mục 3, khoảng tứ phân vị có sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và mét. Nào, khoảng tứ phân vị là gì? Khoảng tứ phân vị ký hiệu là delta Q, là hiệu số giữa tứ phân vị thứ 3 và tứ phân vị thứ nhất, tức là delta Q bằng Q3 chữ Q1. Vậy thì nó không liên quan gì đến cái thằng giá trị lớn nhất cả, đúng không ạ? Chú ý cái này rất đặc biệt này. Về bản chất, khoảng tứ phân vị là khoảng biến thiên của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu. Tức là chúng ta lấy các đắc quang bỏ qua giá trị của số liệu, quan trọng đến đếm thứ tự số liệu, sắp xếp từ ai từ nhỏ đến lớn, cho lấy những cái thành phần đó thôi. Chúng ta không quan tâm đến giá trị bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta coi ở đây, đây có 228 bạn, chúng ta không quan tâm nữa, em đếm này, xếp từ đầu đến cuối. Thì ở giữa chúng ta số 28, đây là số của Q2. Chúng ta dịch ở đây thì bên trái ta có 4 số, thì ra cái Q1 chúng ta sẽ là số ở giữa, là số 25 cộng 28 chia đôi. Còn ở đây bên phải thì có ta có là 4 số, thì lấy cái Q3 của nó sẽ là 32 cộng 33 chia đôi. Ta quan tâm đến là cái giá trị của thằng này, thằng giá trị đây, thứ tự đếm thứ tự lấy ra cái Q. Đó là cái thứ phân vị như vậy. Là chia dữ liệu, khối trở thành 4 phần đều nhau. Câu số 3-4. Khoảng tứ phân vị chính là khoảng biến thiên của nửa dưới dữ liệu đã xét. Nào, tứ phân vị chính là cái gì? Tứ phân vị chính. Chẳng có nào nói nhỉ. À, chính là biến thiên của nửa dưới. Khoảng tứ phân vị cũng là số đo phân tán. Dưới nửa dưới mẫu và xếp. Không phải, đúng không? Cái khoảng tứ vị là khoảng biến thiên giữa cái khoảng ở giữa với khoảng ở trên, chứ không phải là khoảng ở giữa phần dưới thôi. Thôi đây, nó trên nó cái vẽ đây. Nó làm cái chỗ này. Đây kìa. Đây là khoảng từ Q1, đây là từ Q1 đến Q3 này, đó chính là khoảng tứ phân vị. Nó phải khoảng ở dưới, là khoảng ở đây, ở giữa, từ Q1 đến Q3. Tiếp theo chúng ta đến cái câu cuối cùng. Các số đo độ phân tán đều không âm. Nó xem nhé. Số đo độ phân tán là những gì? Là khoảng biến thiên. Chắc là không âm rồi. Tiếp theo, đến khoảng tứ phân vị. Chắc không âm được vì là cái giá trị Q nó phải là Q3 luôn lớn Q1. Tiếp theo ta có là phương sai. Phương sai thì rất không âm được vì nó bình phương đây. Mà còn độ chuẩn cũng không âm được. Vậy câu này là đúng. Câu ở trên này 4 là sai, câu 5 đúng. Bây giờ chúng ta sẽ có sang bài 5.12. Hỏi gì? Cho hai biểu đồ chấm điểm biểu diễn hai mẫu số AB như sau. Số chấm trên mũi giá trị biểu diễn cho tần số của giá trị đó.
Chú như vậy á, không tính toán, đã không tính gì cả. Cho biết hai mẫu sượu này có cùng khoảng biến thiên ở số trung bình không? Vấn đề đây, chúng ta hiểu là không tính toán, ta đã quan sát dữ liệu. Có hiệu thấp cao thôi, ta không tính bằng tay. Nghĩ nào bây giờ? Nào, khoảng biến thiên gì? Khoảng biến thiên là giữa cao nhất và thấp nhất. Nó có thấp hàng ngày là 3 này, hàng ngày 3 này. Các hàng ngày 9, hàng ngày 9. Vậy là nó cùng khoảng biến thiên. Và số trung bình, số mình tính nào nhanh bây giờ? Tao phải nghĩ. Tao ở đây nó có là gì? Thằng này nhá, đều là cân nhau. Nó cũng có cùng thằng ở giữa, thằng trung vị ở giữa là 6. Đều được cân nhau, cân đều này, nó không có lệch lạc gì cả. Thế thì rõ ràng bằng nhau thôi. Tính trung vị là 6. Ở giữa 6 này. Đều được cân nhau. Đây gọi là phân phối chuẩn, thì hai phía cân nhau, cao ở giữa, cân. Đây quan sát chứ, cái này là định tính, không định lượng kìa. Mẫu số liệu nào có phương sai lớn hơn? Phương sai gì? Phương sai là độ lệch chuẩn, tức là khoảng cách từ thằng trung bình này đến mỗi một điểm ở trong khoảng này. Rõ ràng là ở đây chúng ta này, nó tập trung nhiều hơn không? Hay là tiểu điểm tập trung hết vào trong người giữa này, phương sai đã nhỏ hơn so với thằng phải trải trải rộng này. Nó quan sát. Còn muốn chính xác thì tính được. Bài 5.13. Trong mẫu số liệu gồm 10 số dương hoàn toàn không giống nhau, số đo độ phân tán sẽ thay đổi như thế nào nếu nhân mỗi giá trị mẫu số liệu lớn hơn 2 cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2. Chúng ta hãy làm bằng tay cụ thể. Đầu tiên, chúng ta hãy ví dụ như một số cái mẫu tao 10 số để là A1, A2, A3 bài 5.13, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Rồi. Thế thì ta tính khoảng biến thiên đúng không ạ? Khoảng biến thiên R ấy. R thì bằng là R cũ nhé, bằng là A1 A10 trừ A1. R mới bằng là A10 nhân 2 trừ A1 nhân 2 bằng 2 lần A10 trừ A1. Vậy rõ ràng là cái thằng khoảng biến tăng gấp đôi. Tiếp theo ta có là tứ phân vị. Muốn tính cái tứ phân vị ta phải tính được thằng thì với nếu mà cũ nhá, cái cũ này. Điểm mới này. Mới khoảng cái gì là 2 A1 2 A2 2 A3 2 A4 2 A5 2 A6 2 A7 2 A8 2A9 2A10. Thì đây ta có cái khoảng tứ phân vị là tính được thằng, ta cũng biết là thằng trung vị nó là, thằng trung vị của nó sẽ là thế nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Đây khoảng giữa. Ôi 4 5 rồi. Vậy trung vị của nó thằng x thì median ấy, thằng trung vị của nó là median. Biết là median nhé. Bằng là A6 cộng A5 nhân với 2 trên 2 bằng A6 cộng A5. Đây median mới nhé. Còn median cũ bằng là A6 cộng A5 trên 2. Thế thì bây giờ thằng
tứ phân vị của nó. Khoảng tứ phân vị của nó là đây, tại điểm này. Thôi các em có thể là A3. Vậy cái khoảng tứ phân vị của nó là công thức gì? Đây là gì nhỉ? Khoảng tứ phân vị tức là delta Q. Delta Q mà cũ ấy thì bằng là gì? Là A8 trừ đi A3. Delta Q mới bằng là 2A8 trừ đi 2A3 bằng 2 lần A8 trừ A3. Để gấp đôi không? Tiếp theo ta có là thằng lợi chuẩn. Lợi chuẩn sẽ bằng tính gì ạ? Lợi chuẩn sẽ có là x cũ, x ngang cũ bằng cái tổng này là A. Người ta sẽ A y y bằng 0 đến 10 trên cho 10. Còn x ngang mới, đây công thức viết là tổng nhé, x từ 0 đến 10 của 2 ai trên 10. Vậy thì đây cái tổng này thì rõ là nhớ không? Vậy thì x nghĩa là x ngang mới này bằng 2 lần x ngang cũ. Có đôi chuẩn tính như nào bây giờ? Đó chính là mình đôi chuẩn này. Đó gọi là S bình phương bằng là x bằng cũ đi bằng là x bằng A1 trừ đi x ngang cũ bình phương cộng với A10 trừ x ngang cũ bình phương trên cho 10. Còn S thì mới thì bằng là gì? 2A1 trừ đi 2x ngang cũ nhé, vì đây không đúng. Bình phương cộng với mũ cộng với A10 trừ đi 2x ngang cũ bình phương trên 10. Thế là ở trên là phía dưới ngoài này viết lại nhé, bằng gì? Bình phương nó bằng 4 nhân với A1 trừ x ngang cũ bình phương cộng với lại 4 nhân với A10 trừ x ngang cũ bình phương trên 10. E4 này, đây không có, phải suy ra gì? Là S M MS ở đội chuẩn mới sẽ bằng 4 lần đội chuẩn cũ. Cái này gọi là variant đội bữa không, đây là phương sai nhỉ, đây là phương sai đội chuẩn bằng ra S M bằng 2 lần S C 2 đội chuẩn cũ đó tính như vậy. Nếu giờ cộng với 2 sao? Câu B cộng với 2 ta có vẽ lại như cũ này. A1 A2 A3 đúng không ạ? A1 cộng 2 A2 cộng 2 chấm nhận lại. Bây giờ làm thế nào? Nó sẽ có thằng R cũ bằng A10 trừ A1 R mới bằng là A10 cộng 2 trừ đi A1 cộng 2 vẫn bằng A10 trừ A1. Vậy là không đổi gì cả, đúng không? Tiếp theo ta có tính thằng trung vị của nó, rất rõ ràng nhỉ? Thằng median, thằng khoảng đi, thằng delta q cũ vẫn bằng là gì? A8 trừ đi A3. Còn delta q mới thì bằng là gì?
A8 cộng 2 trừ đi A3 cộng 2 bằng có bằng A8 trừ đi A3. Vậy là vẫn như cũ. Ta tính tiếp thằng trung bình. Trung bình là gì? Bằng là x chỉ không cũ nhé. Vẫn bằng là A1 cộng chấm chấm cộng với A10 trên cho 10. Còn x thì mới nó bằng gì? A1 cộng 2 cộng A2 cộng 2 cộng chấm chấm cộng A10 cộng 2 trên cho 10. Có 10 chưa không? Bằng là gì? 2, vậy là có 10. Vậy là 20 là 2 cộng với A1 cộng chấm chấm cộng A10 trên 10. Tóm lại bằng là x ở 2 cộng với x gì ngang cũ. Bây giờ ta có lỗi chuẩn chính phương sai á. Ta có s gì cũ bằng là A1 trừ đi x gì ngang cũ bình phương cộng cộng chấm với A10 cộng x gì ngang cũ trên cho 10. S thì ngang lỗi chuẩn mới, phương sai mới bằng gì? A1 cộng 2 đúng không? Trừ đi 2 cộng x thì ngang cũ bình phương cộng với A10 cộng 2 trừ 2 cộng x thì ngang bình phương trên cho 10. Viết lại nhé, bằng A1 trừ x thì ngang trên bình phương cộng 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 A10 trừ đi x thì ngang bình phương trên 10. Hãy suy ra gì là s c bình phương m cũ bằng s c bình phương mới. Suy ra là s c bằng S M tờ vì ra đội hình bổn. Bài tính này thực sự là nó ứng mình vì chẳng ai ngồi tính này cả, đơn giản quá. Nhưng mà cho tính cái này làm gì, tức về xã hội chúng ta thì tiến đến giải bài toán liên quan đến tìm kiếm các giá trị để máy tính ước lượng trong chuyện tạo, nó cần những bài toán này. Khi đó chúng ta buộc phải ngồi bằng tay rồi đưa vào máy và tính toán. Chuyện tạo không phải là máy tự nghĩ mà chúng ta nghĩ cho nó, chỉ nó cách nghĩ, nó hãy nghĩ. Đây là chém nhá, thực tế là cho chúng ta giải toán. Con người thì không có thay được, máy tính nó chỉ làm cái điều mình chỉ bảo thôi. Còn bảo mấy tự nghĩ nó chẳng nghĩ được đâu. Tất nhiên những người không tin thực tế đấy. Khi đi sâu vào ngành trí nhân tạo thì trí tuệ đó vẫn do con người chỉ đạo. Con người đưa ra những phương pháp luận, còn máy tính nghĩ hướng đó, nó đã không sáng tạo được cái gì cả. Nó đơn giản chỉ làm cái điều mà người ta lại ngại làm thôi. Khi mà mọi người làm việc với những cái bài toán sinh dữ liệu thì nó sẽ ra ra vấn đề như thế. Bây giờ chúng ta tiếp theo nhé. Bài 5.14. Cái ngành công nghệ tin mình có nghĩa nó bạc lắm mọi người ạ. Lúc nào phải học với. Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá và đóng tỉnh thành tính được gì? Ta có nhất là 2.5 tức là min của nó là 2.5, max Q1 36, Q2 60, Q3 100 và cái max là 205. Câu A, tỷ lệ thành phố có thuế thuốc lá lớn hơn 36 là bao nhiêu? Thế biết rằng gì? Hiểu đây gì?
Tức là ta có khoảng như thế này. Ở giữa thì nó là Q2. Đây là Q1 và đây là Q3. Còn đây là min. Đây là max. Thì cái khoảng đây là 100%. Ở giữa đây, đây là 50%. Còn gì nữa? Còn đây, cái khoảng từ đây đấy. Bao nhiêu? Đó là 700%. Tức quý vị là chia đều 4, chia đều số liệu ra. Chúng ta thì đấy, các điểm 1, 2, 4, 5, 6 là rời rạc. Chia đều nó ra thì thành là khoảng tứ phân vị. Ở đây họ hỏi gì? Tỷ lệ thành phố có thuế rất là cơ 36. Là 36 đi. 36 chính là Q1. Vậy thì số A, tỷ lệ thành phố có thuế lớn hơn 36 là 75%. Đúng không? Tôi có 10 thành phố thì có 7 thành phố có giá trị là lớn hơn không? Có 20 thành phố ấy, thì có 14 thành phố có thuế là cao hơn 36 thôi. Đó là ý nghĩa của thằng tứ phân vị này. Câu B. Chỉ ra hai giá trị sao cho có 50% trị cũng này làm học này. Hãy chỉ ra hai giá trị sao cho có 50% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa hai giá trị này. Thế có gì đâu? Đấy. Đầu tiên là giữa là từ min cho đến Q2. Tức là từ 2,5 cho đến 60 là có 50%. Từ Q1 cho đến Q3, tức là từ 36 cho đến 100 có 50%. Từ Q2 cho đến max, tức là có từ là 60 cho đến 205 cũng có 50%. Đó là ý nghĩa của tứ phân vị. Nào, tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu. Đó chính là khoảng delta Q bằng Q3 trừ đi Q1 bằng là 100 trừ đi 36 bằng là 64. Chúng ta có ra một kết lý thuyết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bằng 5.15. Cái này sẽ rất ích chúng ta khi chúng ta đi sâu vào trí nhân tạo. Còn nếu mọi người quyết tâm chỉ học nghề thôi thì cái này nó hoàn toàn nó cũng xả sổ lắm. Nếu sau này học lên phó tiến sĩ rồi tiến giáo sư hoặc nhà nghiên cứu, hoặc đơn giản chỉ là ước vọng một khoảng lương tầm khoảng độ 3.000 cho đến 6.000 ở Việt Nam mình, thì cái này là cần thiết. Còn nếu bạn chỉ cần một tháng lương 5 triệu đến 6 triệu một tháng, 8 triệu, 10 triệu sống ngon lành thì thôi, cái này nên bỏ bớt đi, mà đi học thể dục cho khỏe, đi làm cho khỏe. Học cái này nó già người, tốn thời gian lắm. Thật sự đấy. Nhưng ai ước mơ cả. Nào, tiếp nhé. Nhưng biết mà thì khó. Bản thân mình kiếm tháng cũng gần đấy, nhưng mình mỏi lắm. Đang ngồi làm cái này để diễn đạt được. Phải kiếm tiền nhé, để diễn đạt nó tốt, trơn tru, để khi làm việc nó dễ hơn. Từ kiến thức biến ra tiền, để nói người ta nghe được, để thực tập. Diễn đạt sao cho việc biết khó khăn thì đơn giản, để hiểu cho người ta. Mẫu số sau đây cho biết cân nặng của 10 thể sinh, đơn vị ở kilogram. Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ chuẩn của mẫu số liệu này. Ta có đây đúng không? Có khoảng biến thiên. Xếp rồi. Khoảng biến thiên ta có tính luôn. R dòng 1 là 4. À không, 10. Xếp lại nào. 2
lười quay, bây giờ máy tính nhanh hơn chứ, này thích hơi tính tay vậy. Xếp từ đến cuối này, nhỏ nhất là 2.5, 593 rồi, 2.977. Cái này là tập tính tay cho quen đấy, chứ không phải là tính máy đâu. Tính máy thì đơn giản là 2.97, 3.155. Các bạn có bút máy tính nhé, chúng ta cùng tính với nhau. 3.270, số rất nhỏ này thì chúng ta tính nó không quen đi. Tiếp theo là 3.412, tôi 4 năm rồi. Tiếp theo là 3.387 đấy, 3.412, 3.9, quên đấy, để thiếu 3.27 nữa, 3.412, 3.9, 920. Tiếp theo là 4.042, 4.042, 1, 2, 3, 4, 5 đôi 4 thiếu xuống, 2.97 này, thiếu 2.97 này, 2.97 rồi này, 3.15 rồi này, 3.27 rồi này, 3.837 rồi này, 2.593 chưa có, thiếu 2.593 rồi, thiếu gì nhỉ, không nào, 2.593 này, 2.597 này, 3.1 này, 3.2 này, 3.2 này, 3.3.7 này, 3.4.1.2 này, 3.9.20 này, thiếu 3.8.13. Viết lại này, viết nó hơi vào. 2.593, 2.977, 3.155, 3.270, 3.387. Tiếp theo 3.412, 3.813, 3.920, 4.042 và 4.236. Ta có khoảng biến thiên R hay bằng là 4.236 là max, trừ đi min là 2.593. Nào, chữ thử nào. 3.7 là được còn 5.1 R. Ta có tứ phân vị của nó, ta chia đôi không, chia ra đây tứ phân vị sẽ có Q, đây chính là Q1, đây Q2, đó Q1 bằng là 3.155, Q3 bằng là 3.920 và Q2 hay bằng là giữa là thằng này cộng nhau chia 2, 3.387 cộng với 3.41292. Mình cũng rất lười tính này, nhưng mà công việc anh cần phải làm thì sao rất cần thiết ý. Rất cần thiết cậu hiểu không? Tay động cái não lên thì nó dễ hơn. Nào, 7.6/2 chia thử nhá, bằng 3
chia 3 này. Phẩy 7 chia 2 được 3 nhớ 1, 19 chia 2 được 9 nhớ 1, 19 chia 2 được 9 nhớ 1 được 5. Đó, tính bằng tay nó thế thôi, nó quen. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là độ chuẩn. Độ chuẩn thì ta tính gì? Độ chuẩn của ta sẽ tính là trung bình. Xem nào. Trung bình thì nào? Trung bình thấy khó nhỉ? Cái lời quá nhỉ? Trung bình bây giờ tính thế nào trung bình này? Tính nào dễ nhỉ? Để cộng lại à? Xem nào, nhóm số được không? Nhóm được nhỉ? Không nhóm được. Không nhóm được số nào đẹp. Thôi có lẽ cái trung bình thì mọi người tự tính thôi. Tính nó chí quá. Mình chưa nghĩ cái nào tính nó cái này nó phải êm ái hơn. Nào. Tính thử nào. Đính tay này ngại lắm nhỉ. Đấy, mình tập. Thưa thì mình sẽ làm một cái chương trình để tính. Nhập rượu vào. Sau gõ cái ra. Có lẽ mình thử nhỉ. Thử cái luôn đi. Mình sẽ làm chương trình tính luôn, mọi người xem nhé. Mình làm bi thông là dễ. Cái video sử dụng code này. Rồi. S.ep về nào. EPNP và E không biết cái này là gì, mua là EPV. À, EP là bên không? E đi đêm EP là bên. Rồi, mình sẽ viết luôn đây. Nghĩa tính hàm trung bình min và định nghĩa trung bình đổ vào. Đổ vào là một cái chuỗi, một cái dãy số, mảng dãy số.
Đây mình tính trung bình nhé. Xong rồi về tính độ chuẩn. Đã có trung bình không? À, giá trị. Có lợi cho mình rồi. Chúng ta tính tiếp đến cái thằng giá trị tiếp theo, đó là tính tiếp giá trị mình rồi, và tính tiếp là giá trị phương sai bằng không đi, em tuyệt tự hộ for for item in đại số. Phương sai bằng bằng là giá trị x luôn trừ đi hàng giá trị trung bình mũ 2. Cái này viết tờ sao sao vậy, rồi cộng với sao độ lệch chuẩn đó kêu là giá trị nhỉ? Chuẩn sẽ bằng là căn của phương sai mát nhỉ, square hỗ trợ nhỉ, import mát rồi. Đó, square lấy căn của nó còn của phương sai rồi in thôi, in ra phương sai ở đây còn giá trị rồi, chuẩn ta sẽ gọi là đã có của một cái thằng này nhỉ. Đây 2.9 này, 2.977 2.593 3.155 3.270 3.920 3.813 3.9 3.4 2 4.042 4.236 3.387 rồi.
lỗi à? Lỗi nhỉ? Rồi. Một dãy số bằng sai gì? Đúng rồi, đúng rồi. Nhầm cái này nhỉ? Cái gì vậy? Sai không? À đây, có cái dấu này. Đấy, thì cái này là lỗi gì? Đúng rồi, biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Lỗi à? Cái gì vậy? List and int. À đúng rồi. Giá trị nhé. Để giá trị. Vào đây. Đây là 1,5. Đội chuẩn đây. 1,547 gì đó đây. Đó là chị đội chuẩn. Đó là bài 1, đó là bài số 5.15. Chúng ta làm như vậy. Đó. Chắc mọi người học có phổ thông ở trong môn tin học đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một cái bài cho bài 5.16 tính khoảng thất nghiệp quốc gia. Và chúng ta cần phải tìm xem là giá trị bất thường của một số liệu trên. Vậy thì thế nào là mẫu số bất thường? Chúng ta hãy xem trong cái phần trên bài 1. Lý thuyết mẫu số bất thường bằng biểu hộp thức dấu hiệu nào mà nó nhỏ hơn ở ngoài cái khoảng là Q1 trừ 1,5 và Q2 cộng này thì là nhỏ hơn. Cái này tính tay được, không cần phải tính bằng máy đâu. Đúng rồi ạ. Thì chúng ta sẽ tính cái bài 5.16. Ta có để tính cái trị bất thường của một khoảng dữ liệu, chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những gì, dù với mình là Q1, Q3 và delta Q. Vậy đã tìm được chỗ nào? Đã sắp xếp phải không? Đúng rồi, sắp xếp lại. Sắp xếp này lại nào. Từ thấp lên cao. 4,5 này, 3,2. 3,2. Tiếp theo đó là 3,6. 3,6 cho đến 4,4. Tiếp theo 4,5. 5 xong cho đến 5. Không. 6,0. À 5,4. Tiếp đến là 6,0. 6,0 này, thấy chưa? 7,0. À 6,7 á. 6,7. 7,0. 7,2. 7,8. À 7,7. 7,8. 8,4, 8,6,
8,7. Rồi. Bây giờ chúng ta xác định cái trung vị của nó là 6,7 ở giữa. Đây. Đây có 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ có 15 giá trị và ở giữa là sẽ tính trung vị này là hàng này. Ở bên trái nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là cái siêu thứ 4. Tính ở giữa thằng này. Đó, trung vị ở thằng này. Đó, này. Có thằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là ở giữa này. Chính cái gì này. Thay có là Q1. Q1 thế bằng là 4,5 cộng 5,0 trên 2 bằng 4,75. Còn Q3 bằng là gì? 7,7 cộng 7,8 trên 2 bằng là 7,75. Ta có delta Q bằng 7,75 trừ đi 4,75 bằng 3. Đây là có cái khoảng biên thiên, nó có khoảng là Q1 trừ đi 1,5 nhân delta Q bằng là 4,75 trừ đi 3 nhân 1,5 bằng là 4,75 trừ đi 4,5 bằng 0,25. Còn Q3 cộng với 1,5 nhân với delta Q bằng là 7,75 cộng với 3 nhân 1,5 bằng 7,75 cộng với 3,5 tức là 4,5 bằng là 11 nhỉ. 5 này, 5 là 2 nhớ 1, 1 đây là 12. 12,25. Ở đây ta có trị nào nhỏ hơn 0,25 không? Không có. À, không có trị nào lớn hơn 12,25 cả. Đấy, truy ra là không có trường nào. Không có trường nào. Kiểm tra lại luôn. Nhỏ hơn 0,25 và hoặc lớn hơn 12,25 thì ra không có dự thường. Thế là xong. Đó là nội dung của phần này. Chúng ta vẫn còn bài cuối chương thôi là hết.